Chào các bác nhá, chào mừng anh em đến với shop online Tân Ánh Ngọc Ánh ở Nhân An Tân Yên Bắc Giang. Như các bác đã biết là shop là chuyên kinh doanh và cái phụ kiện bảo hộ mắt ong rừng suốt 2-3 mùa này rồi. Giới thiệu với các bác về cái bộ quần áo mắt ong rừng mà hàng phổ thông shop vẫn đang kinh doanh, đó là cái mẫu rèn di nhá. Số lượng hàng rất nhiều thôi, nhưng mà đây tôi giới thiệu cho các bác một cái bộ để các bác thấy được rằng là bộ này gồm có những cái gì nha, gồm có những cái gì các bác nhá. Đây là cái bao bì của nó này, đây là bao bì này, đó, túi đựng nha các bác nhé, túi đựng. Đấy. phía trong gồm những cái dụng cụ nhé, gồm những dụng cụ phụ kiện, nó bao gồm là cái mũ bảo hộ lao động là bằng nhựa này, một cái kính chống ong đái này, một cái chống đái, một cái mặt nạ giống như là cái khẩu trang chống độc ấy nhá. Đấy. Khẩu trang giống như mặt nạ chống độc ấy. Và một cái đôi bao tay bằng cao su mỏng. Đấy, đôi tay bằng cao su mỏng thôi các bác nhá. Thế và đây là cái bộ mẫu quần áo. Quần áo này thì anh em vẫn quen gọi là bộ quần áo da. Quần áo da màu rèn di. Quần áo da màu rèn di nhá. Cái hàng này cũng khá là tốt rồi. Đây là cái túi đựng của nó nhé, túi đựng của nó. Thì bộ quần áo da này, kết cấu của nó các bác cũng đã nắm được rồi. Quần và áo là liền một khối, ủng cũng liền một khối luôn, ủng cũng liền một khối luôn. Thì tôi giới thiệu cho các bác cái bộ này gọi là cái bộ hàng tầm trung bình, hàng trung bình mà shop đã cung cấp 2-3 mùa này rồi nhá. Thì để chuẩn bị cho mùa ong năm 2019, ngoài cái bộ hàng phổ thông này, cái hàng này gọi là hàng phổ thông, thì shop đã liên hệ nhập một cái lô hàng, đó là lô hàng cao cấp hơn để phục vụ các bác. Đấy, tôi giới thiệu cho các bác cái bộ này trước để các bác thấy rằng là cái bộ này là hàng bình thường này, hàng bình thường này. Giá hiện tại của nó là 1,2 triệu nhé, 1,2 triệu các bác nhé. Thì bao gồm có những cái phụ kiện nào, có những cái gì đi theo, và đây cái bộ này là bộ cao cấp hơn thì nó có cụ thể là phụ kiện đi theo là có những cái gì để các bác nắm được. Thế nhiều khi các bác đặt mua cái bộ hàng cao cấp nhất này, nha, cao cấp nhất này, mà các bác lại đòi cái phụ kiện của cái bộ hàng bình thường kia đi theo nó thì sẽ không có được. Đấy, để thấy các bác coi thấy được cái sự so sánh nhé. Thì đây là cái bao hàng rất là to, anh em tôi vừa mới lấy về được thôi, vừa lấy đâu cũng rất là tối vì tranh thủ làm cái clip để cho các bác thấy được là thông báo với các bác đó là cái lô hàng quần áo mắt ong cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đã cập bến tại shop nhé, tại shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh. Bộ này thì năm ngoái là shop cũng đã có bán rồi. Các bác đã nhận được hàng dùng thực tế rất là ok. Đấy, rất là ok. Thì năm nay là bắt đầu vào mùa ong 2019, shop mới liên hệ nhập được tiếp, chứ còn mấy hôm trước cũng đang hết hàng. Đây nha các bác nhé. Và quy cách đóng gói là bộ này chỉ có như này thôi các bác nhé. Đây, cái bao này khá là to, chắc phải mấy chục bộ. Đấy. Và mới chỉ nhập được cái này thôi nhé các bác nhé, sau này tiếp tục. Thì bây giờ ấy, nó sẽ không có cái bao bì. Nó không có bao bì và nó chỉ có bộ quần áo này thôi nhé các bác nhé. Chỉ có bộ quần áo đơn như này thôi. Thì tôi sẽ mở ra giới thiệu và cụ thể với các bác để các bác nắm được nó như thế nào. Nhá, nó như thế nào. Rồi. Đây nha các bác nhé. Rồi các bác. Nào các bác, tôi cho chỗ sáng một chút để cho các bác xem cho nó kỹ nhá. Đây các ơi, ra đây bây giờ tí nào. Đây nha các bác nhá. Bộ quần áo là chỉ có thế này thôi. Chất liệu là chất liệu bằng vải bò cao cấp. Và bỏ cao cấp, cái này là chống ong đốt xiên, kể cả ong đất nhé, kể cả ong đất luôn các bác nhé. Hình thức của nó thì bao tay ấy là găng tay bằng da này, găng tay bằng da. Găng tay này mà các bác làm ong đất thì các bác muốn đảm bảo là các bác vẫn phải trang bị thêm cho mình một găng tay mỏng ở phía trong. Anh em đi bắt ong thì cũng đã biết rồi, găng tay bằng da này. Chất liệu vải bò cao cấp này, có một đường khóa ở giữa, và phần thân dưới này, là sẽ có ủng liền luôn. Cái ủng này cũng bằng chất liệu vải luôn nha các bác.
nó không phải là chất liệu cao su như bộ kia đấy nhá. Chất liệu bằng vải thì khả năng nó rất là mềm, nó mềm phục vụ cho các bác trèo cây nó sẽ dễ dàng hơn, nó mềm mại hơn. Đối với cái bộ này ấy, các bác có ôm lên cây, các bác ôm cả thân cây, các bác tụt xuống, tụt từ trên xuống vẫn ok, không hề ảnh hưởng gì nhá. Đấy. Thế còn là cái hệ thống ô thoáng thì để tôi giới thiệu cụ thể cho các bác xem nhé. Hệ thống ô thoáng của nó, cái này ấy, nó bằng vải bông à. Khi các bác mặc vào nó sẽ có cái độ gọi là độ thấm mồ hôi, độ thấm mồ hôi thì các bác sẽ có cảm giác mát, mát không bí. Đấy, không bí như là bộ bằng da đâu, không bí được nhá. Đấy. Thế còn hệ thống ô thoáng thì sẽ có một ô thoáng ở phía sau. Ô thoáng này là bằng lưới nhựa này các bác này, bằng nhựa nhá, bằng nhựa. Thì cái này đã có cải tiến rồi. Lô hàng năm ngoái thì nó là bằng thép. Đấy, các bác nghe, lô hàng năm ngoái bằng thép, lô hàng năm nay có sự khác biệt, đó là bằng nhựa. Thì bằng nhựa này để nó tránh cho cái tình trạng là lâu ngày cái thép nó bị han rỉ, cái nhựa này sẽ không bị han rỉ nhé các bác nhé, không bị han rỉ. Thế còn để cái này nhựa này vào ấy, nó vẫn có một lớp cách này này, có một lớp da cách này, thì nó vẫn cách xa với người của mình, thì cái nọc ong nó sẽ vẫn không xuyên qua được nhé, không xuyên qua được. Nó có một ô thoáng ở phía sau lưng, một ô thoáng phía sau lưng này. Đấy. Thế còn ô thoáng trước mặt, cái ô thoáng trước mặt, ra ô thoáng trước mặt này, ô thoáng trước mặt này. Lưới cũng làm bằng nhựa luôn. Đây. Lưới cũng làm bằng nhựa nhá. Lưới làm bằng nhựa này. Và phía trên này là có một cái lớp kính, có một phần kính. Đấy, có phần kính này để giúp gọi là chống ong nái đấy. Nhưng mà nó may cũng hơi thấp, đáng nghĩa là nó may sâu xuống dưới một chút thì hay hơn nha các bác nhá. Còn các bác mà muốn nó sâu hơn một chút ấy, thì các bác về tự trang bị cho mình bằng cái giấy bóng kính ấy, bóng kính và băng dính trắng, các bác dán thêm xuống dưới này một chút nhé. Thì đằng trước này nó cũng thiết kế cho mình bằng nhựa để tránh cái tình trạng bị han rỉ đi, để tránh tình trạng bị han rỉ. Thế còn cái này đây là do xưởng sản xuất ra họ làm như thế này. Thế còn khi đến tay các bác là người tiêu dùng thực tế, người dùng thực sự cái bộ này, thì các bác sẽ có những cái gọi là cải tiến để cho nó phù hợp với cái quy cách mình dùng. Đấy, những cái đấy là các bác sẽ cải tiến độ thêm theo như các bác là tùy. Thế nhưng mà đây là cái đồ hàng xưởng sản xuất mới ra thì nó như thế này, nó có như nào tôi giới thiệu như vậy. Đối với bộ này ấy, những cái đường may này, đường may rất là chắc chắn, toàn bộ là bằng dây dù này các bác này, toàn bộ bằng dây dù. Các bác hình dung giống như là cái dây dù ở trên miệng bao xi măng đấy, nó còn dai hơn luôn đấy. Thì là cái khả năng bị bục chỉ là nó không có, rất là chắc chắn. Nó không như bộ khác nó may bằng cái gì nhỏ hơn thì nó sẽ dễ bị bục. Đây tôi mở ra cho các bác xem này. Đây. Đây này, em quay kỹ hồ thả này. Đây các bác thấy không? Đây là cái mặt trong nhá. Cái ô thoáng này bằng nhựa. Tuy bằng nhựa nó chỉ có một lớp thôi. Nó một lớp thôi nhưng mà nó có cái thành dưới này. Các bác thấy không? Nó sẽ kênh hẳn lên, cách hẳn cả 3 đến 4 phân. Cách hẳn 3 đến 4 phân luôn. Các bác thả ở đây nó vẫn rất là an toàn, không bao giờ đo ong nó đốt xuyên qua được các bác nhé. Đây. Ví dụ như là đây tôi có cái thước này. Đấy. Đây này. Ví dụ như da mình mặc là nằm ngang thế này nhá. Đấy. Là cái phần nhựa này nó vẫn cách của mình đến 4 phân luôn. Nó chính là nhờ cái viền này này. Chính là nhờ cái viền da này này. Đấy, chính là nhờ cái viền da này. Đấy, nhờ cái viền da này nhá các bác nhá. Đấy, các bác quan sát này. Đấy. Cái này thì may bằng chỉ nhỏ. Ô thoáng may chỉ nhỏ nhưng mà may rất là nhiều lượt, 3 lượt. Thế còn ngoài ra những cái đường chính, đường dán này, đường khóa kéo này, các liên kết này, các bác thấy không? Các liên kết này, liên kết ở phần đầu này. Nhá. Toàn bộ là may bằng chỉ to hết, bằng chỉ to hết. Liên kết ở phần lách này. Đây, liên kết phần lách này. Phần lách trong tay nha các bác nhá. May bằng chỉ dù rất là to, rất là chắc chắn nha các bác. Còn liên kết phần dưới với cái phần trên với phần dưới này. Nhá, rất là chắc chắn cực kỳ luôn. Và vải này là vải bò, vải bố dày. Đảm bảo cho là ong đốt sẽ không bị xiên. Và độ kín đáo của nó thì nó là tuyệt đối rồi. Nhá, độ kín đáo tuyệt đối rồi các bác nhé.
Đấy, thì đây là để các bác nắm được cơ bản về cái bộ quần áo Vạn Long cao cấp nhất hiện nay mà shop đang phục vụ về, phục vụ cho cái các bác khai thác mùa ong rừng năm 2019 nhé các bác nhé. Còn đây như tôi đã nói, các bác vừa dùng thực tế thì các bác có thể là thấy nó không an toàn thì các bác chế thêm. Đây các bác làm hai cái thanh que, thanh nhựa đấy, các bác lẹp ngang qua đây để cho nó chắc chắn hơn. À đây đây, chắc chắn hơn nhá. Thì đây là sản phẩm mới, sửa nó làm như vậy nha các bác nha. Thì đây là để cho các bác nắm được là cái bộ quần áo bắt ong rừng cao cấp nhất nó như thế này. Và một phần nữa đó là về cái size, thì đối với bộ này thì sẽ chỉ có một size duy nhất thôi, một size duy nhất thôi các bác nha. Chứ không có nhiều size đâu. Tôi sẽ mặc thử cái bộ này cho các bác xem các bác thấy nhé. Càng nhiều người nhỏ con thì mặc nó rộng rãi, còn người to con thì mặc nó vừa hơn, nhưng mà nó sẽ rộng rãi cho các bác để các bác thoải mái trèo cây. Đấy, tại vì các bác mình khai thác ong, gọi là ong cây, ong bầu trời rất là nhiều. Đấy, nó cần cái trèo cây thoải mái này, các bác trèo cây rất là dễ. Đấy, phần dưới của này cũng bằng ấy luôn, luôn cả bộ luôn. Tôi thì tôi rất là thấp, tôi chỉ có mét mét sáu mấy thôi. Mặc vào đây thì nó sẽ ngắn rồi, nó sẽ ngắn rồi nhé. Và cái bộ này ấy, thì các bác thao tác là các bác sẽ thao tác một mình được. Đó, em đứng xa đây quay các bác thấy cái đầu chân này. Thao tác một mình được, cái này các bác luồn vào đây, đưa vào tay này, bác đưa vào thân tay. Đây, bắn ra các bạn này nhé. Đây, bắn này. Là về cái đường kéo khóa này ấy, nó kéo khóa trước bụng. Kéo khóa trước bụng nó không có chìa khóa nên phía chéo. Một mình thì các bạn thao tác được, không cần phải nhờ thế ai. Và phần mũ các bạn chụp lên. Đó, chụp lên. Và khi đấy thì các bạn bắt đầu kéo khóa lên. Đấy, kéo khóa lên. Bắt ong đấy thì nó là tuyệt vời rồi, rất tuyệt vời rồi các bác nhá. Đây là chất liệu nó bằng vải thì các bác mặc vào thì nó sẽ nó ngấm mồ hôi, nó ngấm mồ hôi nha các bác nhé. Nó mồ hôi, nó mát hơn là cái bộ bằng da. Đấy, cái này là nó sẽ dễ mặc hơn, một mình các bác vẫn có thể thao tác được. À, để đi đánh nhau, bộ này thì bộ chuyên nghiệp rồi, chuyên dụng rồi, dành cho bắt tất cả các loại ong, ong bò mé, ong đất, ong cây. Đấy, nha các bác nha. Rồi, cái đây là thực tế nhá, thực tế hàng có như nào giới thiệu như vậy các bác nhá. Còn đầu tiên là tôi cho các bác xem cái bộ hàng trung bình, bộ hàng phổ thông ở trên thị trường rất là nhiều rồi. Đó để cho các bác thấy so sánh được giữa hai bộ và các bác biết được rằng là cái bộ này phụ kiện nó đi theo gồm có những cái gì, nhưng còn có cái gì. Đấy các bác đặt mua thì có đầu liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop nhá, hoặc trực tiếp số điện thoại của shop này. Đấy, và cái bao bì thì nó có như này thôi, shop sẽ đóng vào trong cái bao, đóng vào bao tải để bảo vệ và gửi hàng qua bưu điện cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong bắt đầu thanh toán tiền trực tiếp cho nhân viên giao hàng luôn nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi, nhau nhận được sự ủng hộ các bác dành cho shop, và chúc các bác có một mùa khai thác ong năm 2019 thành công tốt đẹp nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác.